hai đứa phân bóng. Bánh nóng tuổi thơ đây các bạn, một món ăn của tuổi thơ. Thì thường thường hồi đó là có cái xe ta chạy ngang á, mình hay đi ra lấy gạo ra, thì người ta xay lấy tiền công và được cái món bánh như vậy nè. Cái ống này là hơi nhỏ. Đây một bọc nè các bạn, 4 lon gạo được nhiêu nè, thì họ lấy tiền công là 27.000, Úc trả 30.000. Món bánh ống tuổi thơ. Và Út mời các bạn và cả nhà mình ăn bánh ống nha. Xay thì để đường và cái phần nước dừa. Đó các bạn, còn nóng nè nên để ở ngoài cho nó nguội. Để ăn không? Ăn lấy đi, đi gỡ tay đằng qua. Có vị béo béo thơm. Còn mà mình thích ăn có mùi của có đường, cái mì á, mình bỏ mì vô hoặc là cái hành gì cũng được, hành khô. Lấy bọc rồi, cái bọc rồi cho mén ăn bánh này được nè. Bánh mới làm nó thơm, mùi thơm giòn. Cái này phải để nguội mới cột bọc để thôi nó hành hơi. Trời ơi, cái bọc như lớn à, sao được. Được rồi. Hôm nay có dịp cái xe này đi ngang làm bánh này, Út cũng quay lại để cho các bạn trẻ bây giờ cũng ít gặp cái xe loại bánh này lắm bạn, hiếm. Giờ đi ngang được có dịp, ban đầu Út tưởng là nó bán bịch bịch sẵn á, đi ra mua một bịch, nhưng không ngờ là nó kêu lấy gạo xay. Thì Út sẵn Út xay luôn. Thì video Út cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.